Chương 80. Hãy tin tiến lên để đạt giải thoát. Khi Phật và các vị khất sĩ tới được rừng Sa La thì trời đã xế chiều. Phật bảo thầy A Nan Đà soạn chỗ nằm cho Phật giữa hai cây Sa La. Rồi Phật nằm xuống trong tư thế sư tử tọa, đầu hướng về phương Bắc. Các vị khất sĩ chia nhau ngồi bao quanh Phật. Họ biết nội trong đêm nay, tại rừng Sa La này, Phật sẽ nhập Niết Bàn. Phật đưa mắt nhìn rừng cây, rồi nói với A Nan Đà: Lạy A Nan Đà, thầy hãy nhìn xem, bây giờ đâu phải là mùa hoa, mà những cây Sa La này đang nở hoa trắng xóa. Hoa rụng trên áo Như Lai và trên cả áo các vị khất sĩ. Thầy có thấy không? Rừng cây này đẹp quá. Thầy có thấy mặt trời đang ngã về phía Tây và chân trời thật rạng rỡ hay không? Thầy có nghe gió nhẹ rì rào trong các cành Sa La không? Vạn vật đối với Như Lai dễ thương và đập thấm quá. Này các vị khất sĩ, nếu các vị muốn dễ thương với Như Lai, muốn tỏ lòng cung kính và biết ơn Như Lai, thì các vị chỉ có thể bày tỏ điều đó bằng cách sống đúng chánh pháp và đi trong chánh pháp mà thôi. Lúc đó trời vẫn còn nóng và Đại Đức Upapanna đang đứng trước mặt Phật để quạt cho người. Phật bảo Đại Đức đứng qua một bên. Có lẽ Phật không muốn Đại Đức che khuất cảnh rừng cây và cảnh trời chiều huy hoàng đang diễn ra trước mặt Phật. Phật hỏi Đại Đức A Nậu Lâu Đà: A Nan Đà ở đâu? Như Lai không thấy. Một vị khất sĩ thưa: Dạ, con thấy sư huynh A Nan Đà đang đứng nấp và khóc sau một cội cây. Sư huynh nói một mình là: Ta chưa thành tựu được đạo nghiệp này mà thầy ta đã tịch. Có ai thương ta bằng thầy ta thương ta đâu? Phật bảo vị khất sĩ đi gọi Đại Đức A Nan Đà về. Người lên tiếng an ủi Đại Đức A Nan Đà: A Nan Đà, đừng buồn khổ nữa. Như Lai đã từng nhắc thầy là vạn pháp vô thường, có sinh thì có diệt, có thành thì có hoại, có hợp thì có tan. Làm sao có sinh mà không có diệt cho được? Làm sao có thành mà không có hoại cho được? Làm sao có hợp mà không có tan cho được? A Nan Đà, mấy mươi năm nay thầy đã thân cận Như Lai, săn sóc Như Lai với tất cả tấm lòng thương mến của thầy. Thầy đã đem hết lòng hết sức để giúp đỡ Như Lai. Như Lai rất cảm ơn thầy. Công đức của thầy rất lớn. Nhưng A Nan Đà, thầy có thể đi xa hơn. Nếu thầy cố gắng thêm chút nữa thì thầy sẽ thoát được sinh tử, đạt tới tự do và vượt thoát mọi sầu khổ và bi ai. Điều đó Như Lai tin chắc thầy làm được, và cũng là điều sẽ làm cho Như Lai vui lòng nhất. Xoay qua các vị khất sĩ, Phật nói: Làm thị giả cho Như Lai không ai bằng A Nan Đà. Ngày xưa có những vị thị giả đã từng làm rơi cả bát và y của Như Lai xuống đất, nhưng với A Nan Đà những chuyện ấy không bao giờ xảy ra. A Nan Đà lo cho Như Lai từng ly từng tí, từ việc nhỏ nhất đến việc lớn nhất. A Nan Đà biết nơi nào và lúc nào một vị khất sĩ, một vị nữ khất sĩ, một vị cư sĩ, một vị quốc vương, một vị đại thần hay một vị đạo sĩ ngoại giáo có thể gặp Như Lai. Và A Nan Đà sắp đặt những cuộc gặp gỡ đó một cách rất thông minh. Như Lai nghĩ là nếu các bậc giác ngộ trong quá khứ và trong tương lai mà có được một vị thị giả giỏi, thì vị thị giả ấy cũng chỉ giỏi bằng Đại Đức
Ananda là cùng. Đại đức Ananda lau nước mắt bạch: Thế Tôn, xin Thế Tôn đừng nhập niết bàn ở đây. Kusinara chỉ là một đô thị nhỏ từ vô vách đất, có nhiều nơi xứng đáng để Thế Tôn nhập niết bàn hơn, như Sampa, như Dương Xá, như Xá Vệ, như là Sakata, như là Kosambi hay là Ba La Nại. Xin Đức Thế Tôn chọn một nơi như thế để nhập diệt, để cho đông đảo quần chúng có cơ duyên nhìn mặt Thế Tôn một lần cuối. Phật bảo: Ananda, Kusinara cũng là một nơi quan trọng lắm, dù đó chỉ là một đô thị từ vôi vách đất. Ananda, Như Lai ưng ý khu rừng này lắm. Thầy có thấy hoa sa la tiếp tục rơi trên áo và trên người của Như Lai không? Rồi Phật bảo Đại Đức Ananda vào thành phố Kusinara báo tin cho những người trong bộ tộc Mạt La biết rằng đêm nay vào canh cuối Phật sẽ nhập niết bàn trong rừng cây sa la của họ. Những người trong bộ tộc Mạt La nghe tin Phật sắp nhập diệt liền vội vã đi ra. Một du sĩ ngoại đạo tên là Subhadra nghe nói có Phật ở ngoài rừng cũng theo họ tìm ra. Trong khi những người trong bộ tộc Mạt La thay phiên nhau tới ra mắt và làm lễ Phật, thì du sĩ Subhadra tới thương thuyết với Đại Đức Ananda để ông được gặp và hầu chuyện Phật. Đại Đức không cho, bảo là Phật đang mệt không thể tiếp được ông. Nghe được những câu trao đổi giữa hai người, Phật bảo Ananda: Thầy cứ cho du sĩ Subhadra vào đi, Như Lai có thể tiếp ông ấy. Du sĩ Subhadra ra trình diện trước Phật. Đã từng nghe nói tới đạo phong của Phật, ông sẵn có lòng mến mộ Phật từ lâu. Ông lạy xuống và bạch: Thế Tôn, con nghe nói tới các vị lãnh đạo các giáo phái như Budana, Kassapa, Makali, Gosala, Achita, Kesa, Thambali, Bakuda, Katkayana, Sanyacha, Belatiputta và Niganthanathaputta. Con muốn hỏi Thế Tôn xem trong những vị đó có ai thật sự là người đạt đạo không? Phật nói: Subhadra, họ có đạt đạo hay không đạt đạo, việc đó không nên bàn tới bây giờ vì không cần thiết. Subhadra, Như Lai sẽ chỉ cho ông con đường tu học để tự ông có thể giác ngộ. Rồi Phật dạy cho Subhadra về đạo lý bát chánh đạo và người kết luận: Subhadra, ở đâu, trong đoàn thể nào mà có sự thực hành bát chánh đạo là ở đó có thể có người đạt đạo. Subhadra, ông cố thực tập phép này đi, rồi chính ông sẽ trở nên người đạt đạo, không cần phải đặt câu hỏi người này hay người khác có thật là người đạt đạo hay không. Được Phật dạy, du sĩ Subhadra thấy tâm hồn mở rộng. Ông sung sướng quá, ông xin Phật được xuất gia làm đệ tử. Phật chấp nhận. Người dạy Ananda làm lễ xuất gia tại chỗ cho du sĩ Subhadra. Subhadra là người đệ tử cuối cùng của Phật. Sau khi Subhadra đã được cạo đầu, thọ giới, khoác áo cà sa và được trao cho một bình bát, Phật đưa mắt nhìn các vị khất sĩ ngồi bao bọc quanh người. Lúc bấy giờ số lượng các vị khất sĩ đã tăng lên gần 500 vị. Trong số đó có các vị từ địa phương mới tới. Phật nói: Này các vị khất sĩ, nếu vị nào còn thắc mắc điều gì về giáo pháp thì đây là lúc nên hỏi Như Lai. Đừng để dịp này đi qua để sau này hối hận rằng hôm ấy tôi được diện kiến Phật vậy mà tôi quên không hỏi. Phật lặp lại câu nói của người tới 3 lần, vẫn không có vị khất sĩ nào lên tiếng.
Đại đức Ananda lên tiếng: Bạch Đức Thế Tôn thật là duy diệu. Con có đức tin nơi giáo đoàn khất sĩ, con có đức tin nơi tăng đoàn. Ai cũng thấy được những lời Thế Tôn nói và giáo pháp của Thế Tôn dạy sáng tỏ như ban ngày, và không ai còn có thắc mắc nghi nan gì nữa về giáo pháp ấy và về con đường thực hiện. Phật nói: Ananda, đó là Thầy nói từ niềm tin của Thầy. Như Lai thì thấy bằng cái thấy trực tiếp của Như Lai. Như Lai thấy trong đại chúng khất sĩ ở đây ai cũng có đức tin vững vàng nơi Tam Bảo, và trình độ thấp kém nhất trong số các vị cũng đã là quả vị nhập lưu. Phật đưa mắt im lặng nhìn đại chúng, rồi người nói tiếp: Các vị khất sĩ, hãy nghe Như Lai nói đây. Vạn pháp vô thường, có sinh thì có diệt. Các vị hãy tinh tiến lên để đạt tới giải thoát. Nói xong, Phật nhắm mắt. Đó là lời nói cuối cùng của người. Bỗng nhiên, đại địa rung động, hoa sa la rụng xuống như mưa. Mọi người tự nhiên thấy tâm thần chấn động, ai cũng biết là Phật đã nhập Niết Bàn. Phật đã diệt độ. Một số các vị khất sĩ giang hai tay lên nằm bò ra đất và khóc thương thảm thiết. Họ rên rỉ: Phật đã nhập Niết Bàn, Thế Tôn đã diệt độ, con mắt của thế gian không còn nữa, chúng ta biết nương tựa vào đâu? Thế Tôn đã diệt độ, chúng ta biết nương tựa vào đâu? Trong khi những vị khất sĩ này lăn lộn và khóc than như thế, thì một số các vị khất sĩ khác ngồi bất động, theo dõi hơi thở và quán chiếu về những điều Phật dạy. Đại đức A Nậu Lâu Đà lên tiếng: Này các huynh đệ, các huynh đệ đừng khóc thương thảm não như thế. Đức Thế Tôn đã dạy có sinh thì có diệt, có thành thì có hoại, có hợp thì có tan. Nếu các huynh đệ hiểu và vâng lời theo Đức Thế Tôn, thì xin các huynh đệ đừng làm náo loạn, xin trở về chỗ ngồi của mình và xin im lặng theo dõi hơi thở. Hãy tôn trọng sự im lặng của giờ phút này. Mọi người trở về chỗ ngồi theo lời chỉ dạy của Đại Đức A Nậu Lâu Đà. Đại Đức hướng dẫn đại chúng khất sĩ đọc lên những đoạn kinh kệ mà đa số đã thuộc lòng. Những đoạn nói về vô thường, vô ngã, buông thả và giải thoát. Không khí trở lại trang nghiêm như cũ. Những cây đuốc đã được các bà con trong bộ tộc Mạt La thắp lên bập bùng tỏa chiếu ánh sáng trên khung cảnh huyền nhiệm. Tiếng tụng kinh trầm hùng, chỉ có tiếng tụng kinh trầm hùng vang lên trong đêm tối. Mọi người để hết tâm ý vào lời kinh. Sau thời tụng kinh, Đại Đức A Nậu Lâu Đà bắt đầu nói pháp thoại. Pháp thoại của Đại Đức ca ngợi công hạnh của Phật, ca ngợi trí tuệ, từ bi và đức đại hùng, đại lực, đại hỷ và đại xả của người. Đại Đức A Nậu Lâu Đà nói xong, thì đến lượt Đại Đức A Nan Đà lên tiếng. Đại Đức kể lại những kỷ niệm đẹp đẽ đã xảy ra giữa Phật và Đại Đức trong suốt trên 40 năm trời. Suốt đêm, hai đại đức thay nhau nói pháp thoại. Đại chúng 500 vị khất sĩ và 300 vị cư sĩ đều ngồi im lặng lắng nghe. Những cây đuốc gần tàn đã được nối tiếp bằng những cây đuốc khác, cứ như thế cho đến khi trời sáng. Chương 81. Chương cuối. Đường xưa mây trắng. Thấy trời đã sáng, Đại Đức A Nậu Lâu Đà bảo Đại Đức A Nan Đà:
sư huynh hãy đi vào thành phố Câu Thi La và báo cho những người hữu trách biết đạo sư của chúng ta đã diệt độ, để họ làm những việc họ thấy cần làm. Đại đức Ananda vâng lời. Thầy khoác áo đi vào thành phố. Những vị chức sắc của bộ tộc Mạt La đang họp bàn công việc tại trụ sở thị xã. Được đại đức cho biết Phật đã nhập diệt, tất cả đều lộ vẻ sầu khổ và luyến tiếc. Họ lập tức bỏ chương trình nghị sự đang bàn và đề cập ngay tới công việc cần làm. Khi mặt trời lên tới ngọn cây thì tất cả dân chúng trong thành phố đều biết tin Phật đã nhập diệt tại rừng Sa La. Nhiều người đấm ngực than khóc, tiếc rằng đã không được nhìn mặt Phật và làm lễ người trước khi người nhập diệt. Dân chúng kéo nhau ra rừng, người thì đem theo hoa, người thì đem theo hương, người thì đem theo nhạc khí, người thì đem theo giải dốc. Ra tới rừng Sa La, họ quỳ lại và rải hương hoa lên thi thể Phật để cúng dường. Để cúng dường, họ cũng tổ chức trình diễn vũ và nhạc vây quanh chỗ nằm của Phật. Giải lều ngũ sắc được căng lên khắp rừng. Dân chúng đã đem thức ăn ra cúng dường làm cho 500 vị khất sĩ. Rừng Sa La trở nên nhộn nhịp như một ngày hội. Thỉnh thoảng, đại đức A Nậu Lâu Đà lại thỉnh lên một tiếng còng ra lệnh cho mọi người im lặng, và đại đức hướng dẫn mọi người đọc những đoạn trong kinh Pháp Cú. Trong suốt 6 ngày 6 đêm, dân chúng trong hai thị trấn Câu Thi La và Ba Va liên tục cúng dường Phật bằng hoa, hương, vũ và nhạc. Hoa Mạn Đà La và các thứ hoa khác đã phủ lấp khoảng giữa hai cây Sa La. Đến ngày thứ bảy, 8 vị tộc trưởng của bộ tộc Mạt La tắm gội bằng nước ngũ vị hương, mặc lễ phục và bắt đầu rước thi hài của Phật vào thành phố. Tất cả các vị khất sĩ rồi đến dân chúng đều đi theo đám rước, đưa thi hài Phật đến cửa Bắc mà vào thành. Đám rước đi vào trung tâm thành phố, rồi lại đi ra khỏi thành bằng cửa Đông và dừng lại trước sân đền Makuta Bandhana, ngôi đền chính của bộ tộc Mạt La. Thi hài Phật được an trú ngay trước đền. Các vị chức sắc thành phố ra lệnh làm lễ hỏa táng Phật theo nghi thức hỏa táng của một vị chuyển luân thánh vương. Thi hài Phật được quấn bằng dải mới, rồi đến bông gòn, rồi đến dải mới. Cứ như thế cho đến nhiều lớp dải và bông. Sau cùng thi hài được đặt trong một áo quan bằng sắt, và áo quan này lại được đặt trong một áo quan bằng sắt lớn hơn nữa. Kim quan được đưa lên một hỏa đàn vĩ đại chất toàn bằng các loại gỗ thơm. Giờ châm lửa hỏa đàn đã đến, 4 vị tộc trưởng bộ tộc Mạt La tiến tới. Họ vừa định làm lễ châm lửa hỏa đàn thì bỗng có một vị sứ giả đi tới bằng ngựa. Vị sứ giả này cho biết đại đức Ca Diếp đang lãnh đạo 500 vị khất sĩ tiến về Câu Thi La. Đại đức và các vị khất sĩ đang ở giữa chặng đường Ba Va và Câu Thi La. Nghe nói thế, đại đức A Nậu Lâu Đà liền đề nghị hoãn lại giờ hành lễ để chờ đại đức Ca Diếp và đoàn khất sĩ. Đại đức Ca Diếp đã khởi hành đi từ Chim Bà để đi hành hóa miền Bắc. Tới Tiền Xá Ly, đại đức được tin Phật tuyên bố sẽ nhập Niết Bàn trong 3 tháng và hiện người đang đi về hướng Bắc. Đại đức liền lên đường đi tìm Phật. Tới đâu cũng có các vị khất sĩ xin đi theo. Khi đại đức tới Bandhagama, số các vị khất sĩ đi theo đã lên tới 500 vị. Rời Ba Va, đại đức gặp một khách bộ hành đi ngược chiều, túi áo có cài hoa Sa La. Người này cho đại đức biết Phật đã nhập diệt tại rừng Sa La ở Câu Thi La từ 7 hôm trước. Đóa hoa trên áo đã được nhặt lên từ trong rừng nơi chỗ Phật nhập diệt. Nghe tin, đại đức Ca Diếp không còn chần chừ nữa, liền tiếp tục hướng dẫn đoàn khất sĩ đi về Câu Thi La. Nhưng gặp một người đi ngựa cùng hướng, đại đức nhờ người này phi nhanh tới trước và nhắn tin cho đại đức Ananda biết là đại đức và 500 vị khất sĩ khác đang trên con đường tới dự lễ trà tỳ của Phật.
mặt trời vừa đứng bóng, thì đại đức Ca Diếp và đoàn khất sĩ tới được đền Makuta Bandana, nơi dựng hỏa đài của lễ trà tỳ. Tới nơi, đại đức trật áo tăng già lê bên vai bên phải, chắp tay cung kính và im lặng đi nhiễu quanh hỏa đài 3 lần. Rồi đại đức dừng lại, chắp tay hướng về nhục thân Phật để lạy xuống. 500 vị khất sĩ đi theo cũng đồng thời lạy xuống. Đại đức vừa lạy xong 3 lạy và đứng lên thì hỏa đài tự nhiên bốc lửa. Tất cả các vị khất sĩ đều quỳ xuống chắp tay hướng về hỏa đài. Hàng ngàn người có mặt cũng đều làm như thế. Đại đức A Nậu Lâu Đà lại thỉnh chuông và hướng dẫn mọi người đọc những đoạn kinh về vô thường, vô ngã, xả ly và giải thoát. Giọng đọc kinh trầm hùng vang dội. Sau khi lửa đã cháy tàn, nước thơm được tưới lên vàng hỏa, kim quang được thỉnh xuống, mở ra, và xá lợi của Phật được các vị tộc trưởng thâu lượm và an trí trong một chiếc chậu vàng đặt trên bàn thờ trung ương trong đền. Các vị khất sĩ lớn được thay phiên canh giữ và bảo vệ xá lợi. Tin Phật diệt độ ở Kautila đã được báo tiệp về các thủ đô từ nhiều hôm trước. Sứ đoàn các nước đã được cử đến chiêm bái và thỉnh một phần xá lệ về để dựng tháp. Đại diện Ma Kiệt Đà, Tỳ Xá Li, Thích Ca, Cô Ly Gia, Bu La Gia, Ba Va và Bét Tha đều có mặt. Họ đồng ý chia xá lợi Phật ra làm 8 phần để an trú trong 8 chiếc bảo tháp mà họ sẽ xây dựng tại địa phương họ. Người Ma Kiệt Đà sẽ xây tháp ở Dương Xá, dân Ly Sa sẽ xây tháp ở Tỳ Xá Li, dân Thích Ca sẽ xây tháp ở Ca Tỳ La Vệ, dân Bu Ly sẽ xây tháp ở A La Kappa, dân Cô Ly Gia sẽ xây tháp ở Lam Mạc, dân Vê Tha sẽ xây tháp ở Vê Tha Đi Pa, dân Mạc La sẽ xây một tháp ở Câu Thi La và một tháp khác ở Ba Va. Các sứ đoàn đã ra về, 1.000 vị khất sĩ cũng tuần tự giải tán và trở về trú sở của mình để hành đạo. Các đại đức Ca Diếp, A Nậu Lâu Đà và A Nan Đà cùng rước bình bát của Phật về tu viện Trúc Lâm. Chưa đầy 1 tháng sau, đại đức Ca Diếp quyết định triệu tập một đại hội các vị khất sĩ về thủ đô Dương Xá để ôn tụng và kết tập tất cả những kinh và luật mà Phật đã dạy. Đại hội gồm 500 vị khất sĩ có thật tu và thật học được chọn lựa trong giáo đoàn khất sĩ. Đại hội sẽ khai mạc vào đầu mùa an cư tới và sẽ kéo dài trong 6 tháng. Đại đức Ca Diếp thường được các vị khất sĩ trong giáo đoàn tôn trọng như vị đại đệ tử thứ tư của Phật sau các vị Kiều Cần Như, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Đại đức nổi tiếng là người ưa sống nếp sống đơn giản và đạm bạc. Đại đức đã được Phật tin tưởng và thương mến không khác gì các vị đại đức Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất. Hơn 20 năm trước, áo cà sa Sanati của đại đức là một chiếc áo bách nạp kết lại bằng hàng ngàn mảnh vải dụng. Có lần đại đức đã xếp tư chiếc áo ấy và trải ra trong rừng mời Phật ngồi. Phật khen chiếc áo của đại đức ngồi rất êm. Đại đức liền ngỏ ý cúng dường Phật chiếc áo bách nạp ấy. Phật mỉm cười nhận lời và tặng lại đại đức chiếc áo Sanati của chính người. Trong đại chúng, ai cũng biết chuyện này. Đại đức là người đã mỉm cười khi Phật đưa cành sen lên mà không nói gì ở giảng đường cấp cô độc, là người đã tiếp nhận được kho tàng của con mắt chánh pháp do Phật trao truyền. Vua A Xà Thế đứng ra bảo trợ đại hội kết tập kinh luật này. Trong đại hội, đại đức Upali vốn nổi tiếng về luật học đã được mời lên ôn tụng giới luật. Nhờ những câu hỏi của đại đức Ca Diếp mà đại đức Upali nhắc lại được hết những nhân duyên do đó các giới luật được thiết lập.
Đại đức Ananda được đại hội thỉnh lên trùng tuyên tất cả những bài pháp thoại của Phật nói, gọi là kinh. Nhờ những câu hỏi của đại đức Ca Diếp và của đại chúng mà đại đức Ananda có dịp nói ra hết những chi tiết về thời gian, nơi chốn và cơ duyên đã đưa tới mỗi pháp thoại của Phật. Cố nhiên là các đại đức Upali và Ananda không thể nhớ hết được tất cả mọi chi tiết. Vì vậy, sự có mặt của 500 vị khất sĩ có thật học và thật chứng trong đại hội đã bổ túc cho hai đại đức rất nhiều. Tất cả những tài liệu về giới và luật sau khi kết tập được gom lại thành một kho tàng luật học được gọi là luật tàng Vinaya Pitaka. Tất cả những tài liệu về giáo lý được gom thành một kho tàng kinh giáo gọi là kinh tạng Sutta Pitaka. Các kinh Phật nói được phân làm 4 bộ, căn cứ trên sự dài ngắn của kinh và cũng được xếp đặt theo đề tài và pháp số. Về luật, đại đức Ananda có báo cáo với đại hội là Phật đã từng dặn rằng sau khi người diệt độ, những giới điều nhỏ nhặt có thể được bỏ bớt. Đại hội hỏi lại đại đức Ananda xem Phật có nói rõ là những giới điều nhỏ nhặt ấy là những giới điều nào hay không. Đại đức trả lời là vì đại đức không hỏi nên Phật đã không nói. Đại hội thảo luận rất lâu về vấn đề này và cuối cùng quyết định giữ lại tất cả mọi giới điều trong giới bản khất sĩ cũng như trong giới bản nữ khất sĩ. Nhớ lời Phật, đại hội không chấp nhận việc dịch các kinh văn ra cổ ngữ của truyền thống Vệ Đà. Ngôn ngữ Adamagadi được xem như là sinh ngữ chính của tạng kinh và tạng luật. Đại hội khuyến khích việc phiên dịch kinh văn ra các sinh ngữ địa phương để dân chúng các nước có thể học hỏi và hành trì giáo lý bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Đại hội cũng khuyến khích việc tăng cường số lượng các vị Panaka có nhiệm vụ tụng đọc thường xuyên các kinh văn để phổ biến và truyền tụng trong hiện tại và trong vị lai. Đại hội hoàn mãn, mọi người lại trở về trú sở để tu học và hành hóa. Trên bờ sông Ni Liên Thuyền, đại đức Cát Tường đứng nhìn dòng nước chảy. Mấy em bé chăn trâu bên bờ bên kia đang lùa bầy trâu xuống sông để lội qua bên này. Mỗi em bé đều có mang theo liềm và giỏ. Bên này sông, cỏ cu sa đã lên xanh mướt. Các bé đang làm y hệt như đại đức Cát Tường trước đây 45 năm. Chúng để trâu ăn cỏ trong khi chúng dùng liềm cắt cỏ cu sa nhận đầy những chiếc giỏ đem theo. Dòng sông này là dòng sông ngày xưa Phật thường xuống tắm. Cây bồ đề trên đồi vẫn xanh tốt như bao giờ. Đại đức đã tới đây từ chiều hôm qua và đã ngủ đêm với cội cây thân yêu đó. Rừng không còn hoang vu như xưa bởi vì cây bồ đề đã trở nên nổi tiếng quá. Cây bồ đề đã trở nên một nơi để thiên hạ đến chiêm bái. Vì vậy khu đồi đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn rậm rạp và nhiều gai góc như ngày xưa. Đại đức Cát Tường may mắn có mặt trong đại hội kết tập và đã có cơ duyên nghe lại hết kinh luật. Đại đức năm nay đã 56 tuổi. Người bạn tu thân nhất của đại đức là đại đức La Hầu La đã viên tịch trước đây 5 năm. La Hầu La đã được các đại đức lớn công nhận là một vị khất sĩ có chí nguyện và hành động lớn. Tuy là con nhà Dương giả, đại đức La Hầu La đã học được nếp sống đơn giản và bình dị. Công đức hóa độ của La Hầu La rất lớn nhưng ít ai biết đến. Vì đại đức La Hầu La không hề có tính khoe khoang, trái lại, đại đức rất kín đáo và khiêm nhường. Lớn hơn đại đức La Hầu La, nhưng đại đức Cát Tường đã học được rất nhiều từ người bạn của mình. Đại đức Cát Tường cũng đã được theo Phật trong chuyến đi chót của người từ Dương Xá đến Câu Thi La và đã được chứng kiến những ngày giờ cuối cùng của Phật. Đại đức còn nhớ, trên đường từ Ba Ba đến Câu Thi La, đại đức đã nghe đại đức Ananda hỏi Phật định đi tới đâu. Phật trả lời, đi về phương Bắc. Lúc ấy, đại đức Cát Tường có cảm tưởng là mình hiểu được Phật.
Suốt đời Phật đã đi, nhưng người chỉ đi mà không cần tới. Vì vậy cho nên người đi thông thả, cho nên mỗi bước của người đưa người tới giờ phút hiện tại. Sự sống chỉ có mặt trong giờ phút hiện tại, ngay ở chỗ mình đứng. Đại đức Cát Tường thấy Phật hướng về miền Bắc mà đi, cũng như một con tượng Chúa hướng về quê hương của nó mà đi, khi nó biết giờ đã tới để nó trở về. Phật đâu có cần phải về tới Ca Tỳ La Vệ hoặc Dường Lâm Tỳ Ni mới có thể nhập Niết Bàn. Đi về miền Bắc là đủ. Câu Thi La cũng chính là Dường Lâm Tỳ Ni vậy. Cũng chính vì nghĩ như thế mà Đại Đức đã về đây. Bờ sông Ni Liên Thuyền này là quê hương của Đại Đức. Đại Đức thấy mình vẫn còn là em bé chăn trâu 11 tuổi, một mình phải đi chăn trâu cho người khác để nuôi ba đứa em thơ. Thôn U Lâu Từng Loa còn đó, với những cây đu đủ sai trái ở vườn trước mọi nhà. Những cánh đồng lúa vẫn còn, con sông hiền lành vẫn chảy. Lũ trâu hiền từ và các em bé chăn trâu vẫn còn giữ trâu, tắm trâu và cắt cỏ như những ngày nào. Tuy chị Tu và Đa không còn đây, tuy ba đứa em đã có chồng có vợ đi làm ăn tứ tán, thôn U Lâu Tần Loa và bờ sông Ni Liên Thuyền vẫn là quê hương của Đại Đức. Đại Đức nhớ lại thuở còn là em bé chân trâu 11 tuổi, nhớ lại lần đầu gặp vị sa môn trẻ Tất Đạt Đa đi thiền hành trong rừng, nhớ lại những bữa cơm trưa được ăn chung với vị sa môn và với các em bé khác trong làng dưới gốc cây Pipala râm mát. Tất cả những hình ảnh đó tuy đã qua đi nhưng vẫn còn hiện thực. Đại Đức biết rằng nếu muốn, Đại Đức có thể làm cho những hình ảnh đó trở thành hiện tại. Một lát nữa đây, khi bọn trẻ đưa trâu sang tới bờ bên này, Đại Đức sẽ đến làm quen với chúng. Đứa nào cũng đang là Cát Tường, Đại Đức cũng còn là Cát Tường. Nếu một ngày năm xưa đã đưa Đại Đức vào con đường an lạc giải thoát, thì hôm nay Đại Đức cũng sẽ đưa các em bé này vào con đường an lạc giải thoát. Đại Đức Cát Tường mỉm cười. Tháng trước tại Câu Thi La, thầy có nghe Đại Đức Ca Diếp kể chuyện vị khất sĩ Supada. Vị khất sĩ này cùng đi với Đại Đức từ trên đường từ Ba Ba đến Câu Thi La. Khi nghe tin Phật nhập diệt, vị này đã tỏ ý mừng rỡ. Ông ta nói: "Ông già đã tịch rồi, không còn ai kiểm soát và đại la mình nữa, sớm quá." Nghe nói như thế, Đại Đức Ca Diếp đã ngạc nhiên mở tròn hai mắt nhìn vị đại đức trẻ tuổi Supada này. Sao mà trong giáo đoàn của Phật lại có người dại dột đến thế? Đại Đức nghĩ. Nhưng cuối cùng, Đại Đức đã không trị la vị khất sĩ Supada kia một lời nào. Đại Đức Ca Diếp không trị la thầy Supada, nhưng Đại Đức Cát Tường nghe nói rằng Đại Đức Ca Diếp đã đầy la Đại Đức A Nan Đà. Dù Đại Đức A Nan Đà là một vị đại đức lớn, trên đầu đã có hai cái tóc. Ai cũng biết rằng trong đại hội kết tập kinh luật, sự có mặt của Đại Đức A Nan Đà là rất cần yếu. Vậy mà chỉ ba hôm trước ngày khai mạc đại hội, Đại Đức A Nan Đà đã bị sư huynh Ca Diếp khiển trách và dự tính sẽ không chấp nhận Đại Đức vào trong số 500 vị khất sĩ thành viên của đại hội. Lý do đưa ra là Đại Đức A Nan Đà tuy kiến thức về đạo lý uyên bác, nhưng sự chứng đắc chưa được vững vàng. Ai cũng e ngại Đại Đức sẽ phật ý bỏ đi. Ai ngờ Đại Đức A Nan Đà đã đóng kín cửa tĩnh tu trong luôn 3 ngày 3 đêm. Ngay trong đêm cuối cùng trước ngày khai mạc đại hội, Đại Đức đã hoát nhiên đại ngộ. Theo các bạn tu kể lại, việc này xảy ra vào lúc giữa giờ Sửu. Thiền tọa đến gần sáng, Đại Đức mới chịu ngã lưng xuống để nghỉ ngơi. Chính vào lúc mà Đại Đức ngã lưng xuống thì Đại Đức đạt tới giác ngộ. Sáng hôm đó, khi gặp Đại Đức A Nan Đà, nhìn vào mặt Đại Đức, Đại Đức Ca Diếp biết ngay việc gì đã xảy ra. Đại Đức mời ngay Đại Đức A Nan Đà vào tham dự đại hội mà không cần nói thêm một lời hỏi han nào khác. Nắng đã lên cao,
những đám mây trắng nhỏ vẫn còn lơ lửng trên nền trời xanh biếc. Bờ sông bên kia vẫn xanh mướt màu cỏ non. Con đường bờ sông này ngày xưa Phật đã qua lại nhiều lần. Con đường bờ sông này có thể dẫn về Ba La Nại, có thể dẫn về thủ đô Xá Vệ, có thể dẫn về thủ đô Dương Xá, mà cũng có thể dẫn đi khắp chốn. Phật đã ghi dấu chân trên mọi nẻo đường hành hóa. Đi đâu đại đức cũng sẽ dẫm lên dấu chân người. Đường xưa còn đó, những đám mây trắng vẫn còn. Nếu mình bước một bước trên con đường này, bước với tâm trạng an hòa và tỉnh thức, thì con đường xưa và những đám mây trắng cũ sẽ mầu nhiệm biến thành con đường hôm nay và những đám mây trắng trong hiện tại. Những đám mây trắng ngày xưa còn đó và con đường ngày xưa hiện thực nằm dưới chân ta. Phật đã nhập diệt, nhưng nhìn vào đâu đại đức cũng thấy sự có mặt của Phật. Hạt giống Bồ Đề đã gieo rắc khắp nơi trong lưu vực sông Hằng. Những hạt giống ấy đã nứt mầm và mọc lên tươi tốt. 40 mấy năm về trước, đã có ai nghe nói tới Phật đâu? Đã có ai nghe nói đến đạo lý tỉnh thức đâu? Vậy mà bây giờ đây, không nơi nào mà không có bóng dáng những người khất sĩ áo vàng, không nơi nào mà không có những trung tâm tu học. Các bậc vua chúa cũng đã quy y, các giới trí thức và quyền quý cũng đã quy y, các giới nghèo khổ bị xã hội khinh miệt nhất cũng đã quy y và đã tìm thấy trong đạo tỉnh thức con đường giải phóng cho thân phận và cho tâm linh mình. 40 năm về trước, Cát Tường chỉ là một chú bé chăn trâu nghèo khổ thuộc giới ngoại cấp. Bây giờ Cát Tường đã trở nên một vị khất sĩ vượt thoát xích xiềng của giai cấp, của mặc cảm, đứng lên trên mọi sự kỳ thị và bất công. Cát Tường đã từng được các vị quốc vương thỉnh mời và chào hỏi với tất cả niềm cung kính của họ. Phật là ai mà công năng giải phóng lớn lao như vậy? Đại đức Cát Tường vừa nhìn các em bé chăn trâu đang cắt cỏ bên bờ sông, vừa đặt câu hỏi ấy. Tuy một số các đại đệ tử của Phật đã nối tiếp nhau viên tịch, giáo đoàn khất sĩ vẫn còn đầy dẫy những vị đại đức xuất sắc, trong đó có rất nhiều giới trẻ. Phật như hạt giống của một cây bồ đề vĩ đại, hạt giống đã nứt ra và một cây bồ đề đã mọc lên hùng mạnh, tươi tốt. Nhìn vào, người ta có thể không thấy hạt giống ấy, nhưng người ta thấy được cây bồ đề. Hạt giống không mất, hạt giống chỉ trở nên cây bồ đề. Phật đã từng dạy không có gì từ có mà trở nên không. Phật chỉ hóa thân mà không hề biến diệt. Người có pháp nhãn nhìn vào giáo đoàn là trông thấy Phật. Người có pháp nhãn nhìn vào các vị khất sĩ trẻ có đạo phong, có đức độ và có tuệ giác thì trông thấy Phật. Đại đức Cát Tường thấy mình có bổn phận phải chăm lo dung tưới cho pháp thân Phật. Pháp thân đó là giáo pháp và giáo đoàn. Chừng nào giáo pháp và giáo đoàn còn hưng thịnh thì chừng đó Phật còn hiển hiện giữa muôn loài. Nhìn các em bé đã qua tới bên này xong, đại đức lại mỉm cười. Nếu ta không tiếp tục sự nghiệp của Phật để đem lại bình đẳng, an lạc và giải phóng cho các em bé này thì ai sẽ làm? Phật chỉ mới bắt đầu công cuộc chuyển đổi. Môn đệ của người sẽ phải gánh trách nhiệm để kế tiếp sự nghiệp của người. Những hạt giống bồ đề mà Phật đã gieo rắc sẽ còn tiếp tục nứt mầm và bén rễ trong cuộc sống. Đại đức Cát Tường nhận thấy tâm mình là ruộng đất trên đó Phật đã gieo muôn vạn hạt giống nhiệm màu. Đại đức thấy mình phải cẩn trọng gìn giữ và tưới tắm tâm điền để những hạt giống ấy được mọc lên thành những cây bồ đề tươi tốt. Người ta nói Phật đã nhập diệt, nhưng thầy Cát Tường lại thấy Phật hiện thực hơn bao giờ hết. Chính thân tâm của thầy cũng mang theo sự có mặt của Phật. Nhìn cây bồ đề, nhìn dòng sông Ni Liên Thuyền, nhìn bờ cỏ mướt, nhìn đám mây trắng, nhìn chiếc lá trên cây, đại đức thấy ở đâu cũng có Phật. Những em bé chăn trâu đang bắt đầu cắt cỏ bên bờ sông kia cũng là Phật. Đại đức nhận thức được liên hệ giữa mình và các em bé ấy, và biết là mình sẽ phải nói gì và sẽ phải làm gì để các em bé ấy trở thành sự tiếp nối của Phật.
Đại Đức Cát Tường thấy rõ rằng phương cách tiếp nối sự nghiệp của Phật là nhìn mọi vật một cách tỉnh thức như Phật đã nhìn, bước những bước chân thanh thản như Phật đã bước, và mỉm nụ cười từ bi như Phật đã cười. Phật là suối nguồn. Thầy Cát Tường và các em bé chăn trâu bên bờ sông là dòng sông liên tục chảy từ suối nguồn đó.